Hello, hello. Xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu đầu tuần, ngày thứ hai tại Hoa Kỳ là ngày 23 tháng 5. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ ba, ngày 24 tháng 5 rồi và bây giờ là khoảng 8 giờ 10 phút tối giờ Cali. Và đầu tuần thì có rất nhiều những cái thông tin như các bạn thấy trên màn hình. Thì những thông tin này hôm nay đó, chủ yếu nó cũng rất là rời rạc. Thuận sẽ cố gắng kết hợp những thông tin này một cách nó logic hơn để mà chia sẻ với các bạn. Nhưng mà chúng ta trước hết á, hãy nhìn vào tình hình của thị trường stock của hoa kỳ đi tại vì hôm nay đã có một số những cái tài liệu thường muốn chia sẻ với các bạn sau khi chúng ta đi sâu vào trong thị trường crypto thì trước hết các bạn có thể thấy là những chỉ số chứng khoán hôm nay là một màu xanh Chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones tăng gần như 2% Chỉ số S&P 500 tăng cũng tương tự Và chỉ số Nasdaq thì hôm nay tăng 1,59% Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái con số tăng trưởng này mà các bạn nghĩ là có thể là có nhiều thông tin tốt trên thị trường Nhưng mà thật ra không phải đâu Các bạn có thể thấy được là hôm nay đây chúng ta nhận được những thông tin như là công ty Klarna Đây là một công ty mà cho người ta giống như là mua hàng hóa trên mạng ra mua trước rồi trả sau thì công ty này đã hôm nay đã ra thông báo là sẽ sa thải đó 10% của nhân viên của công ty này đương nhiên các bạn thấy được là đây là một công ty cũng đi theo cái gót chân của những công ty như là công ty Robin Hood hay là công ty Netflix sa thải nhân viên ở trong cái thời buổi này và chúng ta thấy là đây không phải là cái thông tin xấu duy nhất hôm nay chúng ta lại thấy là có một công ty công nghệ khác nữa đó chính là công ty Snap Inc. Snap Inc. đây là một cái ứng dụng mà là công ty mẹ của những ứng dụng mà các bạn có thể đã nghe nói tới nhiều rồi giống như là cái ứng dụng Snapchat thì công ty Snap đó đã đưa ra cái thông báo là thu nhập cũng không được ổn dẫn đến là các bạn thấy là sau khi chứng khoán đóng cửa hôm nay ra thông báo đó thì chứng khoán của Snap đó đã xuống gần như là 31% trong thời gian rất là ngắn luôn các bạn thấy là gần đây chúng ta nhìn những cái công ty liên quan đến công nghệ đó thì cổ phiếu lên xuống là 25-30% mỗi một ngày là chuyện rất là thường thấy luôn và Snap hôm nay cũng như vậy xuống 31% trong thời gian rất là ngắn và công ty Snap đó thì CEO nói là bây giờ chưa có ý định là sa thải nhân viên nhưng mà từ đây cho đến cuối năm đó thì họ vẫn sẽ mướn thêm một số nhân viên nhưng mà họ sẽ chậm lại cái việc mướn nhân viên điều này cũng tương tự như chúng ta nghe nói tới những công ty như là Uber hay là công ty Facebook như là công ty Meta đó thì họ cũng nói là họ cũng sẽ chậm lại về việc mướn nhân viên thì các bạn đã thấy được là những cái thông tin này đó là thông tin không có tốt ngày hôm nay và đương nhiên chúng ta đã thấy là càng ngày càng có nhiều công ty lên tiếng nói là sẽ chậm việc mới người hay là thậm chí là sa thải nhân viên. Thêm vào đó nữa đó chúng ta đã thấy là công ty Starbucks đó, sau khi mà đã có chi nhánh ở nước Nga năm 15 năm qua thì cuối cùng đó Starbucks ngày hôm nay cũng đã đi theo gót chân của McDonald's. Action Mobile, British American Tobacco là trong cái việc đó là họ sẽ rời khỏi nước Nga hoàn toàn và đóng cửa 130 chi nhánh của họ. Thì các bạn đã nhớ đó là McDonald's cũng vừa rồi thông báo là họ sẽ bán lại tất cả những chi nhánh à, theo thường nhớ là có tới 820 chi nhánh ở nước Nga họ sẽ bán lại cho một công ty khác. Tôi nghĩ là công ty Starbucks cũng sẽ làm cái việc tương tự nhưng mà đối với starbucks thì họ nói là cái việc đóng cửa thì cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc thu nhập của họ đâu tại vì ở nước nga nay thu nhập chỉ là một phần trăm của tổng thu nhập công ty mà thôi nhưng mà chúng ta đã thấy là động thái những công ty như là mcdonald exxon mobile và british american tobacco và bây giờ là starbucks đã quyết định là hoàn toàn rời khỏi nước nga vĩnh viễn thì chúng ta đã thấy được đó là đây là một dấu hiệu gì đây là dấu hiệu đó là cái cuộc căng thẳng chính trị giữa Nga và Hoa Kỳ đó thì sẽ không có kết thúc một cách đơn giản đâu. Cho nên những công ty này đó các bạn đã biết đây là những công ty lớn họ đương nhiên là có nhiều người ở trong chính trị rồi có thể là họ đã được báo trước là bây giờ đó còn sớm thì hãy rời khỏi nước Nga chứ nếu như không đó, kéo dài thì cái việc là làm ăn lỗ hay là đối đầu với cấm bệnh kinh tế nó sẽ càng nặng hơn nữa. Và đương nhiên đây cũng là một trong những cái điều mà lo ngại về tình hiện tại đương nhiên những nhà đầu tư đó thì họ muốn có cái cuộc chiến này kết thúc nhanh hơn để cho cái chuỗi cung cầu hàng hóa nó bớt căng thẳng hơn và bớt cấm vận hơn nhưng mà chúng ta thấy được là tình hình hầu như là bây giờ nhiều công ty đã quyết định là rời khỏi nước nga hoàn toàn thêm vào đó nữa đó thì chúng ta thấy là có một cái cuộc họp giữa thủ tướng của nước nhật và tổng thống joe biden của hoa kỳ thì trong cái cuộc họp này đó thì có một câu hỏi đến từ thủ tướng nước Nhật đó chính là nếu như mà có sự kiện tương tự xảy ra với lại Đài Loan đó nghĩa là nước Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Hoa Kỳ có, có can thiệp hay là không thì Tổng thống Joe Biden đã trả lời rất là đơn giản là sẽ can thiệp và thậm chí là sẽ can thiệp với quân đội. Có nghĩa là không phải là chỉ ủng hộ về tài chính hay là vật chất giống như là ủng hộ Ukraine mà Tổng thống Joe Biden nói nếu như mà có cuộc chiến diễn ra giữa Đài Loan và Trung Quốc đó, thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp bằng quân đội để mà hỗ trợ Đài Loan. Thì đương nhiên điều này đã làm cho Đài Loan vui hơn nhưng mà đương nhiên làm cho trung quốc không được vui và đương nhiên điều này đó là một trong những điều mà cũng làm cho nhiều nhà đầu tư có, có sự lo ngại dài hạn lỡ như mà có chuyện đó xảy ra thì chúng ta thấy là tiếp tục cấm bận tiếp tục ảnh hưởng đến cái chuỗi cung cầu nữa bây giờ có nhiều giả thuyết được đưa ra là tại sao mà tổng thống joe biden đã quan tâm đến việc là trung quốc có ý định tấn công đài loan nhiều hơn là cái việc giữa nước nga và ukraine thì nhiều người cho đó là có một số giả thuyết mà thôi nói là tại vì chúng ta nên biết đó là đài loan rất là khác với lại Nước Ukraine ở một chỗ đó là chúng ta có rất nhiều những cái công ty mà làm những con chip công nghệ ở Đài Loan. Trong đó chúng ta có những công ty lớn đó giống như là TSMC. Đây là công ty làm những cái con chip semiconductor lớn nhất trên thế giới và các bạn nên biết đó là những công ty lớn của Hoa Kỳ như là chúng ta à, nói tới công ty Apple, công ty Intel, công ty Nvidia đều sử dụng những con chip đến từ TSMC cho nên về việc là bảo vệ cái nguồn cung những con chip đó cũng như là bảo vệ cái tài sản công nghệ đó đó rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ và đương nhiên đây là kêu một công ty mà thôi và là công ty lớn nhất chúng ta còn nhiều những công ty tương tự như là ASE Technology, AU Optronics, MediaTek và nhiều công ty khác đó đều là những công ty cung cấp những cái con chip công nghệ cho những công ty lớn ở Hoa Kỳ vì lý do đó đó Hoa Kỳ sẽ quan tâm đến Đài Loan nhiều hơn đây là một cái giả thuyết mà thôi nhưng mà đối với những gì mà thuận mới vừa chia sẻ với các bạn nên thì đương nhiên hôm nay đó các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên tại sao mà chúng ta lại thấy là những chỉ số chứng khoán lại là màu xanh trong khi mà không có thông tin tốt mà toàn những thông tin là lo ngại mà thôi thì có thể là nhiều người cho là những cái chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã trong vòng một thời gian qua đã liên tục đi xuống rồi giống như chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq đi các bạn có thể nhìn vào chỉ số Nasdaq đó trong thời gian là 5 ngày qua thì các bạn thực 5 ngày liên tục thì đi xuống liên tục luôn chúng ta có thể nhìn vào một tháng qua đó chỉ số Nasdaq đã đi từ cái mức cao đó là 12.961 điểm bây giờ chỉ còn có 11.535 điểm mà thôi thì nói chung nhiều người cho là tại vì đã xuống quá nhiều thời gian mấy ngày qua cho nên hôm nay có một sự hồi phục trở lại chứ không có liên quan trực tiếp đến những cái thông tin hôm nay nếu mà chúng ta thấy được là sau đó đó pre market thì bây giờ như là hợp đồng tương lai đã lại trở lại một màu đỏ đó chính là chúng ta thấy là Dow future, S&P future và Nasdaq future đó đều là màu đỏ hiện bây giờ còn về dầu thì sao hợp đồng dầu đó thì cũng tương tự mà thôi hoặc trong chín đô cho một hợp đồng dầu hiện bây giờ thì cũng tương tự như là tuần vừa rồi cũng không có, có sự thay đổi nhiều về vàng đó thì các bạn thấy được là cũng dậm chân tại chỗ khoảng một nghìn tám trăm năm mươi đô cho một ounce vàng hiện bây giờ đó là giá hợp đồng mới nhất nhưng mà còn về crypto thì sao? Các bạn thấy được là hôm nay đó thì Bitcoin ở mức là 29.000 đã giảm đi khoảng chừng 1.000 đô so với ngày hôm qua. Chúng ta có thể thấy được là ngược lại đối với là chỉ số Nasdaq đó và chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ nói chung là màu xanh nhưng mà hôm nay chúng ta lại thấy là một thời gian hồi sáng này là BTC rơi từ mức là khoảng 30.400 đô xuống tới mức thấp đó là 28.840 đi ngược lại với lại cái chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ thì tại sao vậy? Thì giống như là thần vừa chia sẻ đó Nhiều người cho là cái màu xanh hôm nay đó Bởi vì bạn nói là một màu xanh giả dối mà thôi Hôm nay chỉ là một cái sự hồi phục nhẹ Trong thị trường chứng khoán sau nhiều ngày đi xuống liên tục Nhưng mà xu hướng chung đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy là một màu đỏ trên chứng khoán Dựa vào những chỉ số như là futures hiện bây giờ Cho tháng ngày mai mở cửa đó khả năng cao là chứng khoán Hoa Kỳ lại tiếp tục là một màu đỏ Cho nên hôm nay đó là một trong những ngày ngoại lệ cũng giống như là thứ sáu tuần vừa rồi các bạn đã nhớ thứ năm thứ sáu từ nhiều rồi đó thì chúng ta đã thấy là BTC có cái sự tăng trưởng mặc dù là chỉ số Nasdaq của Hoa Kỳ đó là con số đỏ như là đi xuống nhưng mà BTC đó thứ năm từ nhiều rồi là đi lên bây giờ ngược lại chúng ta thấy được là chỉ số Nasdaq thì tăng hôm nay nhưng mà BDC lại đi xuống nhưng mà này cũng không có nói lên được gì đâu nói chung đó thì xu hướng bây giờ tương quan vẫn rất là cao một hai ngày không đi cùng một xu hướng cũng không nói lên được gì nhất là khi chúng ta thấy là cái tình hình bây giờ đã futures là màu đỏ của chứng khoán và cũng như là sentiment đã chia sẻ đó chúng ta thấy được đây là cái biểu đồ về cái sự tương quan giữa Bitcoin và số S&P 500 chứng khoán của Hoa Kỳ Chúng ta thấy được là BTC đó cái đường màu xanh lá cây và S&P 500 là cái đường màu xanh dương trên màn hình đó Chúng ta thấy được là ngày 16 tháng 5 cho đến bây giờ đó các bạn đã thấy là cái xu hướng rất là chung với nhau Có một hai ngày như là các bạn đã thấy được là ngày 19 Tây đó thì xu hướng ngược với nhau cái đường màu xanh lá cây này là BTC tăng nhưng mà chỉ số S&P 500 là đi xuống nhưng mà ngược lại hôm nay đó thì chúng ta thấy được chỉ số S&P tăng 1,9% nhưng mà BTC đó thì xuống 4% nhưng mà sentiment vẫn ra quyết định tương tự đó chính là đây là một cái ngoại lệ ngắn hạn mà thôi vẫn tiếp tục có thể thấy là BTC và những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đi chung một cái xu hướng và đương nhiên BTC là cái xu hướng chung của thị trường này thì chúng ta có thể thấy là hôm nay đó Bitcoin xuống giữa theo con Gecko là xuống 3% thì các bạn nghĩ những cái altcoin sẽ ra sao chúng ta tiếp tục thấy được là Ethereum xuống trăm XRP xuống phần trăm tương tự chúng ta có thể nhìn thấy Cardano cũng như vậy Solana cũng như vậy BNB thì có cái sự tăng trưởng 2% nhưng mà phần lớn đó các bạn thấy được lại xuống tương tự như là BTC hôm nay Bitcoin vẫn là cái xu hướng chủ đạo hiện bây giờ và chúng ta có thể nhìn thấy được là phần lớn thị trường hôm nay đó là còn một màu đỏ tuy là không đỏ lắm nhưng mà cái sự đi xuống nó cũng tương tự như là btc hiện tại nói riêng về crypto đó thì hôm nay chúng ta có thông tin gì xấu hay là không thì nếu như các bạn đọc những cái tin tức hôm nay đó, thì có hai cái thông tin lớn mà thường muốn chia sẻ với các bạn à, đầu tiên hết đó, là nhiều người cũng nói tới là chúng ta nhìn vào cái số lượng mà những cái lệnh À, đòn bẩy bị thanh lý ngày hôm nay đó thì chúng ta đã thấy được hôm nay không phải là một ngày mà có nhiều lệnh bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua đó thì tổng cộng là 218 triệu đô la lệnh bị thanh lý mà thôi nghĩa là một ngày mà bị thanh lý nhiều đó là phải gấp 5 lần con số này nhưng mà chúng ta đã thấy đó là On College đã chia sẻ ở trên Twitter là trong một thời gian ngắn đó, trong vòng một giờ đồng hồ hồi sáng này đó chúng ta thấy được là cái lúc mà giá của BTC đi xuống từ 30.000 xuống còn 28.000 đó trong cái thời gian một tiếng đồng hồ thôi lúc đó chúng ta thực sự thấy tổng cộng là có 26,9 triệu đô la lệnh lon bị thanh lý trong thời gian ngắn cho nên là một trong những điều mà nhiều người nói tới bây giờ là cái sự đi xuống giá nhanh hồi sáng này đó sau đó họ phục lại mức là 29.200 đô đó lúc mà xuống còn 28.000 mấy đó là do nhiều lệnh lon bị thanh lý dẫn đến là giá đi xuống nhanh trong thời gian đó nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Prime XPT. Và đây là một nền tảng mà Thuận cũng đã có dịp giới thiệu gần đây với các bạn với những dịch vụ crypto khá là thú vị và đây là thông điệp đến từ Prime XBT. Thì cũng như là những cái nền tảng phá sinh khác đó, Prime XBT có những dịch vụ cơ bản như là margin, trade spot, copy trade, mua các đồng cơ bản bằng tiền fiat qua cái bên thứ ba hoặc là Visa, Mastercard và có hỗ trợ Việt Nam đồng. Thì trong cái dashboard chính của các bạn đó, tại đây các bạn có thể thấy Total Funds thể hiện tổng số tiền trong tài khoản của bạn có thể quy đổi ra USD hoặc là bất kỳ đồng nào tùy bạn chọn trong cài đặt của bạn. Về việc nạp tiền đó, thì hiện tại Prime XPT hỗ trợ 5 đồng cơ bản là Bitcoin, Ethereum, Tether USD, USD Coin và Covesting, đồng của chính nền tảng Prime XPT. Bạn muốn nạp đồng nào thì click vào Deposit, đồng tương ứng để địa chỉ ví như thường lệ. Chọn đúng mạng tương ứng, đây là điều cơ bản nhưng rất là quan trọng. Khi nạp xong đó thì sẽ hiển thị trong balance tương ứng và bạn có thể nhận lên tới 7.000 đô khi mà deposit với promo code thuận C tại promo code. Tuy nhiên, có nhiều điều kiện bạn nên xem xét về chương trình bonus trong bài viết mô tả phần dưới của cái video này. Và chúng ta nói tới copy trading co-vesting. Đây là cái module nổi bật nhất ở trên Prime XPT và có sẵn miễn phí. Đây là nơi mà các bạn có thể copy cái chiến lược mà bạn đánh giá là tốt nhất và phù hợp nhất đối với bạn. Thì ở cái tab trading này đó, các chiến lược sẽ được sắp xếp ưu tiên chiến lược trading tốt nhất. Bạn có thể xem chi tiết các chiến lược này có ưu và nhược điểm gì, có phù hợp với bạn hay là không. Trên blog của Prime XPT đã cũng có một bài về các tips để đánh giá và chọn ra chiến lược phù hợp cho bạn, bạn có thể tham khảo. Khi mà bạn chọn được chiến lược phù hợp đó thì bạn click vào follow để copy theo chiến lược này, chọn số tiền bạn theo cho chiến lược, xem các thông số về phí vào lệnh, lợi nhuận chia sẻ với người quản trị chiến lược này, chọn confirm và click follow mọi chiến lược đó bạn đang theo dõi hay đã dừng nên thì bạn có thể quản lý trong tháp portfolio bạn có thể dừng follow chiến lược bất cứ lúc nào mà bạn muốn bằng cách là click vào stop following hoặc bạn cũng có thể đặt stop loss và take profit như trong các lệnh trading thông thường đây là một phần rất là tiện trên copy trading covesting của Prime XBT. Thì đây là những cái thông tin đến từ Prime XBT mà tôi muốn mang đến cho bạn trong video ngày hôm nay, nhà tài trợ của video và những thông tin chi tiết như nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm đó thì có thể bấm vào cái link cho mình dưới cái video này để tìm hiểu thêm ngoài chuyện đó ra đó thì còn một đề tài khác nữa mà rất nhiều bài báo nói tới ngày hôm nay đó chính là những cái cập nhật uh, đến từ World Economic Forum, có nghĩa là diễn đàn kinh tế quốc tế được diễn ra ở Davos, Switzerland thì đây là một cái hội nghị mà chúng ta cũng thấy là có sự xuất hiện của rất nhiều những cái nhân vật cũng như là những đề tài liên quan đến crypto như chúng ta thấy trên màn hình đó. Thì Brad Gallenhouse, CEO của Ripple là một trong những người cũng đã đến dự và rất nhiều đề tài nói tới crypto nhưng mà một trong những cuộc phỏng vấn mà đang được nhiều người nói tới nhất đó chính là cái cuộc phỏng vấn với lại tổng giám đốc đầu tư của công ty Guggenheim thì trước hết các bạn nên biết Guggenheim là công ty như thế nào và ông ta đã nói gì mà khiến cho nhiều bài báo bây giờ đang xôn xao như vậy thì chúng ta nên biết đó là Guggenheim Partners là một cái công ty đầu tư có trụ sở chính là ở New York và công ty này đó quản lý tổng cộng là 325 tỷ đô la thì bây giờ có 2.400 nhân viên thì rất dễ hiểu đây là một công ty mà cũng có tên tuổi và được nhiều người biết đến và Scott Miner là cũng là một người mà thường hay chia sẻ những suy nghĩ trên những cái đài truyền hình khác nhau thì chúng ta thấy được là Scott Miner đó hôm nay được phỏng vấn bởi CNBC ở hội nghị này ở Davos, Switzerland thì Scott Miner nói gì? Scott Miner nói đó là Bitcoin có thể lớt xuống 8.000 đô có nghĩa là Scott Miner nói là cái giá bây giờ của BTC đó là khoảng chừng 30.000 đô nhưng mà bây giờ BTC đã không có giữ được mức là 30.000 đô thì cái mức kế tiếp á, mà Scott Miner nghĩ là Bitcoin có thể xuống 8.000 đô thì đương nhiên điều này làm cho rất là nhiều à, những cái lời đồn đại xung sao hiện bây giờ tại sao mà Scott Miner lại nghĩ như vậy nhưng mà thật ra đó cũng dễ dàng để có thể là chọc quê Scott Miner tại vì Scott Miner lập luận thì cũng đơn giản thôi ông ta nói là bây giờ đó thật ra mà nói rớt rất nhiều những cái crypto khác nhau nhưng mà cái điều đặc biệt đó là mặc dù là Scott Miner nghĩ là Bitcoin có thể rớt thêm 70% nữa Nhưng mà Scott Miner bây giờ nói là vẫn rất tin tưởng à, vào Bitcoin và Ethereum Và tin tưởng crypto vào tương lai Nhưng mà chỉ tin tưởng hai đồng bây giờ mà thôi là Bitcoin và Ethereum Nhưng mà ngược lại đó thì Scott Miner nghĩ là chúng ta có thể thấy giá giảm xuống sâu hơn nữa Như này thông mới vừa chia sẻ với các bạn thì lý do tại sao Scott mà lại nghĩ như vậy đó Scott này nghĩ là những cái crypto còn lại đó có thể là uh, sẽ chết đi và chỉ có là Bitcoin Ethereum đó là sống sót mà thôi nhưng mà thậm chí ngay cái Bitcoin Ethereum đó, ông ta cũng không có chắc nữa tại vì nếu như mà ông ta trở về cái thời điểm mà bong bóng com đó những năm như là 95, 98 đó thì lúc đó đó chúng ta có thể thấy những công ty lớn lúc đó là Yahoo hay là American Online là chúng ta có thể nói được đây có thể là hai công ty mà sẽ sống sót qua khỏi cái bong bóng com Lúc đó chúng ta vẫn chưa biết là sẽ có bong bóng nhưng mà nếu như mà có chuyện gì đã xảy ra đây thì nhiều lúc đó vẫn tin tưởng vào Yahoo và American Online cũng giống như bây giờ nhiều người tin tưởng vào Bitcoin hay là Ethereum. Nhưng mà sau này đó chúng ta có thể thấy những cái dự án nào lớn hơn nữa hay là không? Tại vì các bạn nên nhớ là những năm như là 95, 98 đó thì đâu có những công ty như là Facebook hay là chúng ta có Netflix hay là chúng ta có Google đâu. Nhưng mà lúc đó chúng ta đã có Amazon rồi, chúng ta cũng có Pets.com, nhưng mà các bạn đã biết là trong hai công ty này chỉ có một công ty sống sót và trở thành công ty đồ sộ là Amazon mà thôi. Nó tóm lại ra thì Scott Miner nói như thế này, thứ nhất đó là ông ta nghĩ đó là crypto là tương lai, nhưng mà ngay thời điểm này không biết thêm có những dự án nào sau này, giống như là chúng ta năm 1998 không biết là sẽ có Google. À, sau đó vài năm thì scott miner vẫn tin tưởng bitcoin và Ethereum sẽ là những cái dự án sống sót qua khỏi những cái đợt đi xuống như thế này và những giá còn lại đó thì sẽ không có sống sót qua khỏi những cái đợt đi xuống như thế này đâu mặc dù như vậy đó thì scott miner vẫn nghĩ là giá sẽ đi xuống sâu hơn nữa đó chính là cái lời phát biểu của scott miner dựa theo những gì ông ta hiểu về com bubble thì chúng ta có thể thấy đó là có điều thường có cái sự đồng ý với là scott miner có điều là thường không có đồng ý lắm Trước hết á, là chúng ta thấy là liên quan đến cái việc là hiện bây giờ trên thị trường có rất nhiều những coi coin Các bạn nào á, mà đã tham gia thị trường này ít nhất là 4 năm hay là 5 năm đó, thì các bạn đã trải qua ít nhất là một hai chu kỳ thì chúng ta cũng đã thấy là ngày nay ngày nọ chúng ta cũng không thấy cái sự thay đổi nhiều về những đồng lớn nhưng mà các bạn có thể là trả trở về một năm trước, hai năm trước, ba năm trước, với bạn đã bắt đầu thấy là ở mức là hai năm hay là ba năm đó, thì những đồng các bạn yêu thích bây giờ, những đồng lớn, chúng ta không nói tới những đồng nhỏ, những đồng lớn các bạn yêu thích đó, đã không có mặt cách đây hai năm, ba năm, có nghĩa là mỗi hai, ba năm đó, thì chúng ta thấy được là ngoại trừ Bitcoin và Ethereum và một số những đồng khác như là chúng ta nói tới XRP um, thì những đồng còn lại đã thay đổi rất là nhiều luôn chúng ta có thể thấy những đồng mà nhiều bạn yêu thích hồi xưa đó như là hồi năm 2018 đó nhiều bạn yêu thích đồng EOS hay là NEO thì chúng ta thấy được bây giờ những đồng đó đã, đã xếp cái hạng sâu hơn đối với lại bây giờ chúng ta cũng đã nhớ là có nhiều những cái dự án mà rất nhiều bạn yêu thích như là Filecoin cũng vậy các bạn thấy được là đã không còn xếp những cái hạng thấp nữa và thay đó đó là được thêm vào những đồng khác mà các bạn yêu thích bây giờ như là nhiều bạn bây giờ vẫn yêu thích Avalanche hay là NEO hay là một số đồng khác thì chúng ta thấy được là thực sự rất là khó đoán được tương lai như thế nào thì bây giờ đó trong khoảng thời gian là một hai chu kỳ chúng ta chỉ có thể thấy được là bitcoin và ethereum vẫn là hai đồng có thể giữ được vị trí một và hai mà thôi và nếu như mà các bạn hỏi thượng là thượng đầu tư vào một đồng nào một đồng duy nhất mà thôi và không được đụng đến trong khoảng thời gian là 5 năm năm thì thường chọn năm nào bây giờ thường chỉ có thể nói với các bạn đó là 5 năm sau ra sao thì nhìn không ai biết được nhưng mà ngay tại thời điểm này đó thường cũng chỉ có thể tin tưởng như bitcoin mà thôi thì cũng tương tự như là scott miner và scott miner đó thì cũng có lập luận tương tự như là benjamin cohen